chương trình giỏi biết sáng tạo hàng đầu Việt Nam, xây dựng lý tưởng và giàn dựng. Xin trân trọng giới thiệu biên đạo và giàn đạo diễn Phạm Hoàng Nam, biên đạo và giàn dựng nghệ sĩ nhân dân Điệu Lê, nghệ sĩ nhân dân Hồng Phong, nghệ sĩ ưu tú Thanh Tùng, âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tiến, Đinh Văn Đức, phục trang là sở vũ. Vũ điệu Trên Trời là câu chuyện được dệt nên từ cảm hứng về tinh hoa của văn hóa Tây Bắc, từ vẻ đẹp biểu trưng cho tình yêu đôi lứa, lòng cảm chung của loài hoa đỗ quyên. Loài hoa đặc sắc vẫn phủ lên đỉnh núi Fansipan nên sắc màu rực rỡ mỗi độ xuân về. Chuyện kể rằng có chàng trai tên Đỗ thầm để ý cô gái tên Quyên, cô gái đẹp người đẹp nét, khéo tay dệt vải lại cho những cô gái bạn. Tình yêu nảy nở trong lao động, lãng mạn của những phiên chợ tình và đơn ngoài kết trái trong đám cưới sao đỏ đặc sắc của những rừng Tây Bắc. Vũ điệu Trên Mây là chương trình biểu diễn nghệ thuật nơi thực khách sẽ được sống trong không gian của những rừng Tây Bắc, cuộc rửa cuộc trần, những cơn mây tịch chính trị.